Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Và bây giờ để quay trở lại với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, Uyên Quỳnh mời cả nhà. Chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm người yêu của mình. Và Uyên Quỳnh cũng xin nhắc nhở mọi người một điều rằng những ai muốn tham gia chương trình thì đều cần làm một video phỏng vấn giới thiệu về bản thân của mình. Và các anh chị phải suy nghĩ cho thật kỹ nếu quyết định đến với chương trình. Chị Uyên Quỳnh không muốn làm mất thời gian của rất là nhiều người. Nào mời cả nhà chúng ta cùng đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay nhé. Rồi, chị chào em nha. Chị rất vui chào em. Chị rất vui chào đón em đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Dạ. Em có thể chào cộng đồng rồi em giới thiệu về mình ha. Dạ. Trước tiên này em chào chị Uyên Quỳnh, chúc chị Uyên Quỳnh luôn luôn được vui vẻ, luôn luôn được xinh đẹp, được nhiều sức khỏe. Sau đó em thân kính chào các cô chú, anh chị, các bạn trên cộng đồng mạng. Một lời chào thân thân nhất. Rồi, em có thể giới thiệu về mình ha? Dạ, em tên là Ngọc Liên. Em năm nay sinh năm 1980. Tuổi thân. Dạ. Dạ, em đến từ tỉnh Long An. Dạ. Hiện tại là em đang làm công việc gì? Dạ, em làm cho một công ty điện tử của Nhật tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc đó được lâu chưa em? Dạ, em làm được 15 năm chị. 15 năm hả? Wow, thời gian cũng khá lâu ha. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình em như thế nào? Dạ, hôn nhân em chưa có lập gia đình chứ. Chưa lập gia đình luôn hả? Dạ. Xinh gái như thế mà chưa lập gia đình luôn sao? Dạ, hoàn toàn mình. Tuy là chưa có lập gia đình lần nào nhưng mà chắc là em cũng có người yêu chứ hả? À, dạ cũng có hai mối tình nhưng mà cũng không đi vào đâu hết, tại vì chắc tình duyên không phải bến của mình. Mối tình đầu của em quen em năm bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em 24 tuổi. Mối tình nào của em quen lâu nhất? Dạ là mối tình đầu đó là quen nhau cũng được gần 2 năm rồi. Em nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là em hay chăm chỉ, mà chịu khó làm việc á, cố gắng những cái việc nào mà khó, từ việc nhỏ đến việc lớn, hay công việc làm ăn như thế nào nó khó em cũng cố gắng để vượt qua. Còn khuyết điểm của em? Khuyết điểm của em thì em có tính tự ái cao, vì khi mà ai mà làm em tự ái cái em hay giận dai lắm, và em cũng đang khuyết phục mình cái sửa chữa những cái khuyết điểm đó để hoàn thiện hơn. Em cảm thấy cái những khuyết điểm đó, điểm xấu của mình. Rồi bây giờ em muốn tìm người bạn cho mình, em muốn người đó như thế nào? Tuy là em muốn cái người bạn đời của em là phải có đạo đức, và có đạo đức là hướng tới những cái thiện và biết làm thượng nguyện, và không có tính gia trưởng. Vì những người có tính gia trưởng lúc nào cũng khó tính. Dạ. Mà em thì em muốn sống cái cuộc sống mà vui vẻ, hòa đồng, vui vẻ với những người xung quanh, mà em gặp cái người gia trưởng thì em không được thích. Yeah. Hai người bạn của em á, rồi là có bị tính gia trưởng không? Dạ không chị, không mình. Hai người bạn của em cũng có tính tình vui vẻ giống như em.
Rồi em có nghĩ là một người bao nhiêu tuổi thì phù hợp với em không? Cả trạng tuổi em cỡ 60 trở lại đấy chị, thì lớn quá, bởi vì lớn quá thì hai con cách tìm hiểu nó khó tìm hiểu đến lẫn nhau, hai tính tình khác nhau khó tìm hiểu. Cái này cho lịch sử pai 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 say dog bảo vệ cho quý vị từ trước đến sau 4072225577 hoàn toàn kiện không lấy tiền. Nếu anh đó hút thuốc uống rượu thì em nghĩ như thế nào? Dạ uống rượu thì chút ít thì được, nhưng mà hút thuốc thì em không thích hút thuốc gì mà. Vì em dị ứng với khói thuốc. Còn uống rượu thì chút đỉnh gì giống như thời đại bây giờ là thời đại giao tiếp xã hội nhiều thì có giao lưu thì uống trong đám tiệc thì phải có uống mới được. Nhưng mà uống ít được gì uống uống lại say sưa mỗi ngày thì lại thành một cái con người say sưa trong rượu chè bê tha xấu. Em có uống ít. Bây giờ em đi làm từ mấy giờ tới mấy giờ? À, sáng em làm 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Rồi thứ bảy chủ nhật em có nghỉ không? Có, thứ bảy thì thỉnh thoảng em được nghỉ thứ bảy, nhưng mà chủ nhật thì nghỉ cố định. Rồi những lúc rảnh rỗi thì em thích làm công việc gì? Em thích làm những cái việc khéo tay, nhưng mà giống như là làm những cái bông bông hoa giả này, cũng những cái nói chung là những cái mà làm đẹp với mình, những cái thiết kế mỹ thuật hay là những cái gì mà hoa này hoa kia, hoặc là có thời gian rảnh thì em cũng đi đi mua sắm, đi shopping, đi với những bạn bè vào cuối tuần, những đồng nghiệp làm chung. Em hiện tại là đang sống chung với cha mẹ mình hả? Dạ đúng rồi chị, với em còn một người em trai cũng chưa lập gia đình. Em có được mấy anh chị em? Dạ em được 4 người, 3 gái và 1 trai. Gia đình của em có ai ở nước ngoài không? Dạ không. Ai giới thiệu em xem kênh của chị hay là tự em xem? À, lúc trước thì em lướt qua em thấy, nhưng mà cái em mới để ý dần dần là cái chương trình của chị Kết Nối Yêu Thương rất là hay, mà em cũng ngại lên sóng như vậy lắm, YouTube lắm. Cái dần dần cái em coi được cái kênh chị có rất nhiều cặp thành công, cái em mới tin tưởng vậy đăng ký tham gia. Em Công thấy chương nhận. trình gì rất là hay. Em coi cũng khá lâu rồi phải không? Dạ nếu mà em coi chương trình chị cũng hơn năm mấy à. Rồi em có để ý được anh nào trên kênh của chị không? Cũng có, nhưng mà em nghĩ những cái anh mà em coi chắc lâu quá, chắc cũng tìm được ý chung nhân hết mà. Em rồi em ở chung với cha mẹ như thế này thì em đâu cần phải nấu ăn phải không? Cha mẹ nấu hết á. Không, chị Quỳnh em biết nấu ăn từ lập từ đầu lúc em 17 20 tuổi. Em nhìn mà mẹ em nấu thì em bắt chước em nấu theo. Bây giờ em lên phố mình thì giờ em cũng tự nấu ăn mình, em đi làm đâu có. Vậy đó Em ở cách xa mẹ mà, vì giờ em quê ở Long An, tỉnh Long An, và hiện giờ em làm ở thành phố Hồ Chí Minh, em ở trọ. vậy đó hả, Dạ là lên thành phố hăm mấy năm luôn rồi hả? dạ đúng rồi, em làm mình mấy năm, 15 năm. Và có chị em gì đi chung với em không hay là ở một mình thôi? Lúc trước có các bạn em ở chung, nhưng mà nhờ nó lập gia đình nó sắp riêng rồi mà. Giờ em cũng Vậy đó. Em thích một anh làm quen với em là trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát?
Dạ, lanh lại mà bác cái chị Quỳnh, vì vì em rất tính tình vui vẻ mà ít nói, tự nhiên cái em về em thấy nghiêm 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 hơn, ít nói cái em cũng không dám nói chuyện nữa. Vì vì những cái anh ấy nói thì lúc nào cũng giống như mình không có được hòa đồng được chung với họ thì sẽ khó sống với nhau. Chiều cao của em là Dạ bao nhiêu? em 1,85 m. Em có thể đứng lên cho mọi người nhìn dáng em. Quay sơ lưng em ha. Dáng dễ thương ha. Em làm cho công ty của người Nhật, phải không? Cái này em đi qua Nhật không? Em chưa được đi chị. Với công việc của em á, thì em nghĩ đã ổn định chưa? Nếu mà có cơ hội em có muốn thay đổi công việc của mình không? À, cũng cũng muốn thay đổi công việc nhưng mình tại vì khi mình làm một cái cơ sở lâu quá thì họ có cái chế độ mà giảm biên chế đó chị mình, Ồ, có hả? mà giờ ở Việt Nam đang giảm biên chế rất là nhiều đối với những sự nghiệp đông người, những người đông lắm đó. Nhưng mà rồi em đâu có trong danh sách đó phải không? Không, bởi vì công ty của em cũng là thuộc về công ty ít, cũng ít người thôi, nhưng mà trong cái xí nghiệp nguyên cái khu chế xuất á, thì nó đông, công ty em là công ty nhỏ, thành ra công việc nó ổn định hơn, vì họ cũng chuộng những người có kinh nghiệm ở lại. Là cũng khá lâu, mà 20 mấy năm rồi. À, Lúc mà em làm là còn 15 năm. trẻ. Dạ. Lúc em làm em bao nhiêu tuổi? Lúc em vô công ty là em mới có 27 tuổi. Ồ, là em mới Dạ. là 10 mấy năm thôi hả, chứ không phải 24 năm hả? 14 năm. Dạ. 15 năm chị. Nhưng mà em vẫn có cái sở thích khác phải không? Nếu mà có cơ hội em thích làm công việc gì? Em thích làm kinh doanh hơn chị Quỳnh. Ở đó giờ em có kinh doanh lần nào không? Nhà cũng có em phụ với con của dì em, ruột em á, bán quán phở. Em thích bán quán phở lắm, Em có biết nấu không? biết gì mình cũng biết. Biết nấu luôn hả? Dạ, biết nấu, nhưng mà những cái bí quyết mà đặc biệt mà để cho vào nước lèo á thì chủ chỉ mình sơ thôi, chứ còn cái bí quyết mà để thơm ngon á thì mình không học được, Đó là biết nấu thôi nhưng mà không không đặc biệt bằng chủ được. Dạ. trong gia đình đó Vì là người chủ. Dạ. đó là bí quyết của người ta hả, chỉ là người ta không bán được Đúng đúng rồi, đúng rồi, biết biết là không chỉ không? mình. Rồi, em thích mở quán phở hả? Em đi phụ quán phở rồi em không thấy là công việc rất cực, sao em thích mở quán phở? Không không biết sao mà em đam mê những cái công việc mà nấu nướng, không biết nữa. Vậy đó. Nhà con cũng hay nấu ăn cho mình đó, là dạ. Những cái món nước mà em hay nghiên cứu Vậy đó. nấu như là hủ tiếu, bún riêu, bún bò Huế và Nhưng phở. Anh mà thích thích nấu mà tự mình ăn á, cho nó đảm bảo vệ sinh đó, thành ra em thích nấu nướng như có mắt đó. Bạn cứ thích kinh doanh những món đó luôn. Dạ. em có nghĩ là khi nào mình sẽ mở quán đó À, nếu mà có điều kiện đó thì em sẽ mở, nhưng mà vốn mặt bằng ở thành phố Hồ Chí Minh cao lắm. Ồ vậy đó hả? Dạ. Thì từ từ, Dạ. mới đầu thì quán nhỏ thôi. Nó Với lại chưa có người đồng hành, nhưng mà đây này đang tìm người đồng hành chung mình cậu em chưa lập gia đấy. đình của em làm công việc gì? Dạ. Cậu em mà chưa lập gia đình của em á làm công việc gì? Dạ em của em út của em trai em đấy đang làm bác sĩ. Dạ. Ồ vậy đó hả? Em thì thích nấu ăn ha. Chị thấy ở Việt Nam Dạ. mà nấu ăn ngon, bán cũng đắt lắm mà cũng giàu lắm á. Dạ.
Em có nhỏ bạn thân lắm, nó ở dưới quê Long An em á, nó có quán phở mà nó nấu ngon lắm chứ mình. Nhưng mà nó bán mà nó mê bán mà nó bây giờ nó cũng chưa lập gia đình luôn á. Vậy đó Bán ông. đắt lắm. Mời bán phở quá chưa Nó lập gia đình làm luôn. vào lúc mà em mới học lớp 6 á. Vậy Thì đó chị anh. nghĩ cái tay nghề của nó là gia đình nó bán từ lúc đó đó bây giờ. Nên Wow. cái quán phở của nó có tiếng lắm. Nhưng mà nó ăn bán lâu người ta biết cái ăn từng Đó bán có tiếng, bán nổi tiếng là bán đắt rồi, bán giàu giàu lắm. dạ đúng rồi Em rồi nếu mà có người yêu em có thích người yêu của mình có tính lãng mạn không? có chị Quỳnh đôi khi cái sự lãng mạn cũng đem đến cái cuộc sống mình nó hạnh phúc hơn vì những ngày lễ là mình cũng được tặng hoa tặng quà tặng bông nhưng mà đó giờ em quen thì chưa có bạn nào hay người yêu nào tặng hoa tặng bông cho em hết Vậy đó chưa có hả? ông trời hổng ưu đãi cho em là khi mà em ước điều gì được thành điều đó hay sao mà cái ngược lại không em thích là không được Rồi hồi đó giờ em có đi du lịch những nơi ở nước ngoài hoặc là nơi nào xa xa chưa? chưa chị ông Quỳnh điều đó em qua rất là thích nhưng mà em chưa có điều kiện chưa được chưa có dịp để đi mà luôn luôn ước ao để đi mà càng em đã nói là em ước ao điều gì thì ngược lại không có được không được điều ước Là một mình không độc thân sướng cũng chết luôn đâu có gì lo đâu ha dạ thoải mái nhưng nữa mà dạ không phải là cứ đi làm cái để dành tiền không để đi du lịch mình thì nó cũng vô nghĩa bây giờ đi tìm một ông bực để ông bực yêu thương và đưa mình đi du lịch để Em nếu mà như ở thành phố em muốn mở một quán phở là bằng khoảng bao nhiêu tiền? quán phở ở đây hả chị giờ mặt bằng ở thành phố Hồ Chí Minh cũng cỡ mấy chục triệu một một tháng chị Quỳnh Vậy đó mặt hả? bằng mà mặt bằng mà nhỏ nhỏ thôi là cũng cỡ 30 triệu rồi Vậy tháng đó. á Đó là ở quận mà mấy? nhỏ thôi đó một đường lớn còn cao nữa đó Đó là ở quận mấy? đường giống như quận 7 mà một đường nhỏ thôi là mặt bằng là cũng 35 triệu rồi đó trên trên 30 còn 35 đó Rồi em còn ở nếu quận quận nhất mấy? thôi là quận nhất là thôi Rồi em ở mặt quận bằng mấy? cả 50-60 triệu cao lắm Còn em ở quận mấy? em ở quận 7 chị Ở quận em 7 ở hả? gần khu Xuất Tân Thuận Ồ, quận 7 mà cũng mắc vậy đó hả? dạ quận 7 là khu có khu Xuất Tân Thuận đông công nhân có chị Quỳnh nên những quán ăn uống là nhiều lắm kinh doanh là quán ăn uống là ok dạ khu sức đông đông công nhân lắm đó khoảng 40.000 công nhân Wow, trên đông vậy đó hả? đông lắm Rồi à, bao lâu em mới về quê một lần? em hả em thì cứ cách 2 tuần 2 tuần là về quê lần Từ chỗ em về dạ quê cũng gần mà phải không? đúng rồi ở quận 7 em về quê em mà cả 50 cây số đi xe máy thì tiếng 15 phút dạ Nhà em ở trong vùng sâu vùng xa ở gần thành phố. không được em mà gần chợ thôi em cách chợ cây số em thuộc gì trong mé trong chứ không phải là gần chợ Ngay thuộc trên địa quốc lộ phố 1A chạy về hay chạy vô một xíu. dạ Nhà em có vườn ruộng gì không? có nhà em thì ruộng rộng mênh mông Vậy đó hả? nhưng mà cây ăn trái thì cũng cũng có xung quanh vườn thì cũng có cây ăn trái Vườn ruộng rộng mênh mông như thế rồi ai làm? bây giờ ba mẹ lớn tuổi đó, nhưng mà ba mẹ ở quê thì có ba mẹ không à còn em út em thì cũng đi làm xa à, em cũng đi làm xa rồi còn ba mẹ không ba mẹ cho mướn luôn Lớn tuổi cho mà cho mướn luôn. dạ Em nếu mà em muốn tìm một người bạn như thế này, em muốn người đó ở đâu cũng được, ở nước nào cũng được, em muốn giới hạn ở đâu đó thôi. dạ thì duyên đến ở đâu thì chịu ở đó thì mình dạ mình có ước cũng được Đúng rồi. dạ
Ok em, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay nha. Chị hy vọng là sau video này sẽ tìm cho em một nửa yêu thương ha. Em có lời nào chào khán giả không? Dạ. Thì trước đó thì em xin cảm ơn chị Quỳnh đã cho em cơ hội đến với chương trình của chị để kết nối yêu thương, để tìm một nửa còn lại của mình. Sau cùng em xin chúc chị Quỳnh luôn luôn được trẻ đẹp, nhiều sức khỏe. Kênh của chị này càng được mở rộng nhiều hơn, nhiều người tham gia nhiều hơn. Sau cùng đây em xin kính chào các anh chị trên cộng đồng mạng, luôn luôn được dồi dào sức khỏe, làm ăn được phát tài. Cảm ơn em, đây em nha, cứ đây em ha. Gửi số điện thoại của em qua cho chị nha. Phòng phòng luật sư Pius 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 xin kính chào quý vị. Khi tai nạn xảy ra, quý vị nên gọi ngay cho cảnh sát, chụp hình chiếc xe và bảng số xe của người đụng và của quý vị để tránh trường hợp họ bỏ chạy. Trong lúc tai nạn, quý vị nên gọi ngay cho luật sư Pius 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 để được bảo vệ và hướng dẫn từ trước đến sau. Tham khảo miễn phí số điện thoại 407-222-5577 hoặc 407-888-8888, website luật sư tai nạn.com, phục vụ toàn tiểu bang Florida.